Sao? Ủa? Ôi! Ôi! Vậy là tao thấy như sống thần. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Channy. Để mình kéo này qua. Không tới. Thì hôm nay mình sẽ cùng với thằng Bảo tiếp tục những cái màn thử thách so tài giữa hai thằng. Ê, có mấy bạn nghi mày là thằng noob của tao á, tao đã nói nhiều lần rồi nhưng mấy bạn cũng không tin bởi vì cái mặt mày giống. Tao noob. Nó là noob với bạn rồi, nó là noob. Ok, nó là noob với bạn nghe đó, nó là noob rồi. Thì rồi, đây mình đang ở một cái đấu trường và hôm nay chúng ta sẽ cùng thử thách là cho 1000 con creeper kim cương và 1000 con creeper đất đấu với nhau nó sẽ như thế nào nha. Ok. Thì trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký bên này, nút đăng ký bên này và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Channy. Thì các bạn có 7 giây để thực hiện hành động. 7 6 5 4 3 2. Nhìn bên này không đấy. 1. Ok. Rồi. Thì phát thì các bạn đừng quên nữa là qua bên channel Bảo và dislike nó. Ít nhất còn có tương tác. Rồi. Rồi, giờ mày chọn đội nào Bảo ơi? Tao chọn đội con chim. Mày... Con này con chim hả? Con này con creeper ba. Nếu mày nói mày là con chim thì khác gì bên kia con chim có tóc đâu. Ok, con này con creeper tao tự vẽ. Rồi. Wow. Rồi từ từ qua đây. Ở bên cái rương này nè, rương giữa này nè, ở bên trái là của mày còn bên phải là của tao. Ừ, rồi đó mấy con nó giống. Ê, bên phải của tao ba. Ok. Thì mấy cái con đó là giống như cái hộp Pokemon đó, nhấn chuột phải nó sẽ spawn ra nhưng mà đừng spawn bây giờ. Bảo lấy hết, lấy được hết rồi đúng không? Ok. Để tôi lấy. Ê, từ từ. Nè, nếu mà thiếu cái cục này nè, cục tím nè, ở hai bên kia cũng có nha, hai bên cũng có hai cái rương nhỏ ở trước cái cửa. Thì ông của ông cũng là bên trái, của tôi là bên phải. Kiểu cái hàng á, đó thiếu thì qua lấy. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái này một tí đi. Rồi. Rồi, survival đi á, nhớ survival. Chết rồi, lấy cái này rồi. Ok, lấy đống kim cương ra. Tôi nghĩ là tôi sẽ xây một cái tường trước đi để tí hồi Ê, ông xây nửa tường bên kia đi. Tôi xây nửa tường bên này. Kiểu tí hồi mình chỉ cần phá ra cái là làm được, hiểu không? Phá ra cái bọn nó chàng qua nhau thôi. Tôi sợ bọn nó đánh nhau trước lắm, lúc tôi đặt bọn nó đánh nhau trước. Whee. Rồi. Ấy da, trời, lỡ lấy. Trời ơi, ông chưa gì ông xây cái chỗ để nó bắn rồi hả? Chữ dằn rồi. Rồi. Đó, để bên này không thấy được ở khu ở bên kia. Sẽ xem một cái dài tí. Ô. Tôi sẽ xây nguyên cái hàng tiền đạo phòng thủ đồ các kiểu trên này. Hay vậy. Tính cả rồi trời. Ê, tôi quên để cho mỗi đứa một cái cục cái cây cúp để có thể đập. giờ tôi cái sản mà. Wow, là cây sản rồi, còn của tôi là cái cúp. Ok, yeah. Cái gì xong ba từ đó ba, trời ơi, si nhìn xây cho nó đẹp. Chết rồi. Thôi tí tôi phải cho tôi ít nhất phải cho tôi lấy một cái cây cúp để tôi sử dụng chứ. Đập như vậy đến mai. Rồi weather clear cái coi. Ông bắt đầu. Gì vậy? Ôi, sao này quýt lại tôi nè. Ông đừng có đánh nó. Ủa vậy hả? Ông đừng có đánh con đó. Có cần tôi vứt qua cho cái cây cái tầm NPC không? Vậy. Mày chết đi con. Ủa bên nó tự đánh ông hay ông đánh nó mới đánh ông? Tôi đánh nó muốn tôi. Nó bay đâu trời ơi. Đừng có vậy. Rồi. Ok, chỉnh lại đi. Rồi, tôi sẽ đặt mấy con ở đây. Cái dàn tiền đạo tôi cao lắm đó, cẩn thận. Rồi. Tôm vậy mà. Ok, nếu bạn nào mà muốn mình làm thêm những tập tiếp theo thì đừng quên để lại dưới phần bình luận mình nên làm những cái con gì hay là những cái đội quân gì để đấu với nhau tiếp theo nha. Mình sẽ cùng tìm những cái đấu với những bạn khác, kiểu những bạn kiểu nấm hay là gì đó ha. Rồi, đừng quên để lại một like nữa nhé. Ok. Ok, chắc tôi phải chạy qua bên kia tôi lấy thêm. Ở đâu vẫn còn. Lấy hết bên này. Ok, chúng ta sẽ cho 1000 thằng đấu 1000 thằng cũng không tới nổi 1000 thằng, nhưng mà ấy da bị té rồi. Hey. Ok. Trời ơi, nhiều quá rồi. Xe tới đâu rồi? Wow, trời ơi, gì cao dữ vậy? Rồi, vậy mới hay. Vãi. Cao quá đà. Bập. Rồi. Thôi, cho tới vậy thôi. Vàng đằng sau sẽ cao hơn vàng đằng trước. Bập. Tôi chỉ sợ nó bị kẹt trong đây thôi. Tôi xây toàn là mấy cái lỗ mà sợ nó bị kẹt. Rồi. Pip. Okay. Đây, một con nữa. Đúng đông luôn các bạn. Ây da. Ok. Đấy. Rồi ok. Hai. Gì? Xây gì gần vậy? Sao nghe tiếng gần vậy? Ê, không được xây ở đó nha, nó bắn qua bây giờ. Ê, đi gần quá vậy, phải cách xa 3 ô, 3 4 ô, 5 60 ô gì đó. Xa rồi. Chưa xa mà. Cách xa rồi. Cái gì vậy? Là cái gì vậy? Chưa xa. Vậy là xa chưa rồi. Xa đâu. Chưa đâu. Tí hồi tôi sẽ quật cho cái tường này mất đó. Chưa đâu à. Ok. Ê, thằng nào làm đây vậy? Ok. Đó, tôi sẽ làm ra một đống luôn. Đây. Một con ở đây. Ở đây. Ôi chết rồi. Ở đây không được. Ok, ở đây nó sẽ bị mất. Nó thấy không ta? Trên đó không biết nó thấy không ta? Hey. Thấy chưa? Chỗ cái vàng của ông gì vậy? Gì xây cái gì bên đó vậy? Mấy con creeper đất gì buồn cười vãi. Ở đây sẽ có, ở đây cũng sẽ có. Mình sẽ cho một hàng dưới này luôn. Đấy, để nhìn cho đẹp. Đấy. Đáng lẽ chúng ta phải để lần này ở sau cái vàng này mới phải. Rồi, của tôi hình như là hết rồi đó. Tôi đứng đông luôn. Xong rồi đó. Xong rồi hả? Ê, cái gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi ok. Xong rồi đúng không Bảo ơi? Ok. Rồi coi nha, quật nha. Rồi. Set không đó. Rồi. Từ từ. Không. Ai da trời ơi, tao lắc luôn à. Ai da trời nhiều. Thôi tao đứng xa xa ra, tao nhìn nó bắn nhau à. Tao nhìn cái này là tao thấy như sóng thần. Bạn nhìn đây, chúng ta thấy một trận sóng thần giữa đất và ấy. Trời. Thôi tao đứng cách xa mọi người ra đây. Cách xa ra đây. Tao phải chỉnh cho nó, tao phải chỉnh shader cho nó, nhưng mọi người nhìn rõ là có cái gì nó đang bay ra không thì nhìn ảo diệu lắm. Trời ơi, hỗn loạn trước kia. Hỗn loạn không? Hỗn loạn. Sao cái con của bên mày không chết? Rồi, có chỗ đỡ đạn rồi bạn ơi. Đỡ đạn luôn. Rồi. Chiến lược cái gì? Xây hết rồi. Không thấy cái gì hết vậy? Sao không thấy gì hết? Bọn nó có chết không vậy? Điều là bọn nó có đang nhìn thấy là bọn nó có chết không hay là sao? Bọn này bắn luôn. Nó mất đam luôn. Chết hay không? Tôi đang thấy là bọn nó kiểu. Có thấy bọn nó chết không? Có ai thấy bọn nó chết không? Bạn nào thấy bọn nó chết hay không? Ok. Quay góc xa tí nào. Không bay lên được luôn. Tôi không bay lên được luôn. Gì? Bên ông có chết con nào chưa? Tôi chưa biết luôn. Tôi không biết là bên tôi đã chết đứa nào chưa. Đứng ra xa xa chắc kèo. Đứng ra xa xa nhìn mới được. Ok, đứng ra xa xa. Ố. Quay. Ai còn xấu? Thằng nào còn xấu? Đâu? Đâu? Thằng nhát cái lên. Ôi. Wow, lên ơi, lên. Ai đầu. Ôi vậy có lên không vậy? Nó có lên không vậy? Bắn nó. Thôi chết rồi, chết luôn rồi. Ê chưa chết ba. Chưa chết hả? Nay bị chèn ép. Ai da, rồi chết rồi nè. Ôi chết chưa, chết chưa, nó bị gì vô trong rồi. Ê, ra ngoài mày, ê, trốn. Mày ra ngoài hả mày, mày ra ngoài hả mày, mày ra. Hai đứa cho đứa hai đứa nó hung nhau trong đó luôn đi. Bắn nó, bắn nó, bắn nó. Ê da, trời trời trời, đau quá bà, đau quá bà. Cái này bị dính cho mình là kiểu nó trốn nó trong đó rồi ba. Chứ trốn, ủa chết rồi. Chết rồi đúng không? Chết rồi, ôi một đống luôn nè. Cái gì vậy? Ê tự giờ tự đánh rồi. Nghĩ sao giết được? Ê muốn coi đẹp không? Muốn làm đẹp không? Tôi cũng đánh nó luôn. Wow. Dạ, né trời mini game gì đây? Bà làm cái mini game gì đây? Không được. Em thua rồi. Ok, nếu bạn thích video này thì đừng quên để lại channel của mình và bảo một like và share video và nhớ vào nút đăng ký và để lại dưới phần bình luận những cái đội quân mà bạn muốn mình làm tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye. Còn Bảo đang giết người nè.